lập chợ cao lãnh được sung túc như ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, lễ giỗ năm nay được tổ chức với rất nhiều những hoạt động ý nghĩa. Để cùng hòa vào không khí của lễ hội, hôm nay ngày 25 tháng 7 năm 2023, giải lân sô đồng tranh cúp Đỗ Công Tường lần thứ nhất năm 2023 được tổ chức nhằm mục đích tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thúc đẩy phong trào tập luyện thi đấu lân sô đồng nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa thể thao đặc sắc của dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa thể thao của nhân dân, tăng cường giao lưu đoàn kết giữa các địa phương trên cả nước, là cơ hội để các đoàn lân sô đồng gặp gỡ, thi thố tài năng, giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Và đó là lý do của chương trình ngày hôm nay. Và đến tham dự với giải đấu hôm nay, xin được trân trọng đón tiếp các vị đại biểu khách quý. Về phía Liên đoàn Lân sô đồng Việt Nam, xin được trân trọng giới thiệu nghệ nhân nhân dân ông Lương Tấn Hằng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lân sô đồng Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn A Linh, Chủ tịch Liên đoàn Lân sô đồng tỉnh Tây Ninh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Hồng, đơn vị An Giang, ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lân sô đồng Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Văn Linh, đơn vị Đà Nẵng, ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lân sô đồng Việt Nam. Và cũng xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Triết, đơn vị Quảng Ngãi, ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lân sô đồng Việt Nam. Còn một số ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lân sô đồng các tỉnh cũng có mặt trong chương trình. Một tràng vỗ tay chào mừng ạ. Về phía ban tổ chức, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng ban lễ tự đền thờ ông bà Đỗ Công Tường, trưởng ban tổ chức. Và xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Minh Viện, giám đốc công ty tổ chức sự kiện truyền thông giải trí Quyền. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lô Mán Phi, trưởng đoàn Nhân Nghĩa Đường. Và đặc biệt cùng với sự có mặt của 30 đội lân sư rồng về tham dự chương trình ngày hôm nay, một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt ạ. Và tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời đại diện các đội thi, chúng ta sẽ cùng tiến lên phía trên để cùng nhận cờ lưu niệm từ ban tổ chức hội thi. Xin được trân trọng kính mời. Cảm ơn. Và xin được chân thành cảm ơn
ơn với ông Lương Tấn Hằng và ông Nguyễn Anh Tuấn cùng với các đại diện các đội thi đã cùng lên với phần trao cờ lưu niệm vừa rồi ạ. Xin được cảm ơn. Và để tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì xin được trân trọng kính mời đại diện ban trọng tài sẽ lên đọc lời tuyên thệ. Xin được trân trọng kính mời ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các trưởng đoàn, các huấn luyện viên cùng toàn thể các vận động viên tham gia giải Lân Sư Rồng tranh cúp Đỗ Công Tường lần 1 năm 2023. Tôi tên Trần Quỳnh Anh Thọ, xin phép được thay mặt lực lượng trọng tài xin tuyên thệ. Một, tuyệt đối chấp hành nghiêm điều lệ giải và quy định ban tổ chức. Hai, điều hành giải đúng theo luật Lân Sư Rồng quốc tế ban hành năm 2011. 3. Điều hành giải với tinh thần trong sáng, công bằng, công chính, chính trực, liên minh. Xin hứa, xin hứa, xin hứa. Và xin được cảm ơn với phần đọc lời tuyên thệ vừa rồi của đại diện ban trọng tài ạ. Và tiếp theo chương trình thì xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng ban kế tự đền thờ ông bà Đỗ Công Tường, trưởng ban tổ chức sẽ phát biểu khai mạc cho chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa nghệ nhân, nhân dân ông Lương Tấn Hằng, phó chủ tịch viên liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu cùng tất cả các đoàn về tham dự hội thi, để bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa thể thao đặc sắc của dân tộc, bộ môn Lân Sư Rồng hôm nay trong không khí hân hoan của liên hội ông bà Đỗ Công Tường lần thứ 203, ban tổ chức chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp hơn 30 đoàn về tham dự giải đến lần này. Đó là niềm tự hào và dịp để bà con cháu khắp nơi hội tụ hướng về công đức ông bà. Sau đây tôi xin tuyên bố khai mạc giải Lân Sư Rồng tranh cúp ông bà Đỗ Công Tường lần thứ nhất năm 2023. Chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Chúc giải đấu diễn ra thành công tốt đẹp. Xin trân trọng. Và xin được cảm ơn với phần phát biểu thay mặt vừa rồi của ông Huỳnh Anh Tuấn. Tiếp tục quý vị, và cùng với chương trình lễ khai mạc giải Lân Sư Rồng tranh cúp Đỗ Công Tường lần thứ nhất năm 2023 đến đây là kết thúc. Xin được thay mặt cho ban tổ chức kính chúc quý vị đại biểu khách dự lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc cho các đội thi đạt kết quả cao trong thi đấu. Xin được trân trọng kính chào.